Trên thị trường hiện nay thì chúng ta có hai loại ổ cắm hẹn giờ chính. Đó là ổ cắm hẹn giờ, đây là dạng truyền thống và đã có mặt trên từ khá lâu rồi. Và ổ cắm thứ hai là ổ cắm kết nối Wi-Fi. Cả hai thì đều có kích thước rất là nhỏ gọn. Thì đầu tiên là cái ổ cắm truyền thống thì hầu hết đều có một mặt bằng đồng hồ điện tử và các hệ thống phím bấm. Và một đầu cắm để cắm vào nguồn điện chính và một phần để cắm lên đầu điện ra. Thì cái ổ cắm này nó sẽ sử dụng pin để thiết lập cái bộ hẹn giờ của nó và tắt mở theo giờ đã quy định. Cái đồng hồ Kono này có thể cài đặt 8 lần tắt mở trong ngày. Thì đây là một cái đầu điện mà tôi thường dùng vào cái hệ thống tưới cây tự động vì nó có cài đặt đến từng giây, rất là thuận tiện. Cái bên cạnh là ổ cắm của Xiaomi, cũng kích thước rất là nhỏ gọn và sử dụng một đầu cắm điện vào và một đầu điện ra, một đèn báo tín hiệu và một cổng USB. Thì cái cổng, còn cái nút nguồn ở đây là chúng ta có thể chủ động bật tắt cho cái nguồn 220V này. Còn cái cổng USB thì chúng ta sẽ điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại. Ở đây tôi có một cái thử nghiệm nho nhỏ, đó là cắm chiếc USB vào một cái, dùng một cái quạt chạy USB và có một cái bóng điện mà tôi đã bật sẵn ở đây thì nó sẽ cắm vào phần điện bên trên. Hiện giờ thì cái ổ kết nối này, ổ cắm của Xiaomi đã được kết nối với Wi-Fi và chúng ta có thể điều khiển từ xa qua phần mềm. Thì trên cái giao diện của cái phần mềm điều khiển của ổ cắm Xiaomi, chúng ta có hai trang chính, đó là trang điều khiển ổ 220V phía trên và ở phía dưới là cổng USB. Thì cả hai hoạt động độc lập và chúng ta có thể tắt mở độc lập. Ngoài ra, ngoài chức năng tắt mở thì có chức năng hẹn giờ. Ngoài chức năng hẹn giờ này, chúng ta có thể tạo nhiều cái hẹn giờ khác nhau trong ngày. Tuy nhiên là cái phần set của ổ cắm hẹn giờ từ Xiaomi thì nó chỉ đến phần giờ và phút thôi, không có đến giây như là cái ổ cắm của Kono. Mở phần bên trên chúng ta có thể thấy đó là chúng ta có thể tắt mở từ xa. Còn chúng ta vuốt sang bên thì đó là cái tắt mở USB. Đó, có thể các bạn thấy là quạt đã quay. Đó, như thế thì chúng ta đã tắt.